Giữa tôi và mẹ, anh chọn ai? Thằng hèn. Anh xin lỗi á, bởi vì cái gì anh cũng hỏi ý kiến mẹ anh hết, mà không hỏi ý kiến em. Em cũng xin lỗi vì đã nổi nóng cáu gắt với anh. Alo mẹ hả? Dạ, con với vợ con.